Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúc một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha anh chị em. Bữa nay quay mấy cây sứ mà mình thụ phấn nó ra trái nữa. Quay sẵn mình chia sẻ cái cách mà mình chọn cái mặt qua sứ để mình lấy phấn để mà mình làm trái anh chị em. Cho mấy anh chị em nào mới chơi sứ mà có ý định mình muốn nhân giống để mà mình thụ phấn để mình lấy trái để mình trồng á, thì anh chị em mình vào xem để ủng hộ mình nha. Này cây sứ lưng gù của mình nè, đây nó u lên cục rồi. Trái của nó nè, một cặp trái nè, trái này chắc cũng khoảng nửa tháng nữa là nó già. Đây có một trái nữa nè. Rồi, trước tiên mình quay một số cây sứ mà nó đang nuôi trái cho anh chị em mình cùng xem nha. Sẵn một hồi nữa mình cũng chia sẻ cái cách mà để chọn cái mặt qua sứ nào nó có phấn á, để cho anh em mình lấy để mình thụ phấn nha. Trái của nó nè. Cái này cây sứ màu vàng, bông nó màu vàng. Mấy cây mình thụ phấn toàn mấy cây đẹp mình mới thụ phấn thôi, để làm trái á. Đó, còn cây này mình mới mua nè. Đó, có ai biết cây này tên gì không? Nhìn là rất quen thuộc rồi, cây này cây đào á nha. Cây đào để chân Tết nè, mình mới mua nữa. Nụ của nó nè, quá chừng. Ở đây một số cây sứ đang thụ phấn của mình, đang làm trái nè. Cây này trái của nó là cây rồng đen. Rồng đen nó đeo hai cặp trái luôn. Nguyên một cái sừng trâu luôn. Cây này là cây kim anh. Kim anh cái bông nó màu vàng sập đỏ cũng rất là đẹp. Còn hai cây này cũng là cây bông màu vàng luôn. Đây cây nữa nè. Cây này cái linh hoàng màu vàng rất đẹp. Thêm hai cặp trái nữa nè. Ủa đó nè, màu vàng. Ồ, trái nè. Cây này cây gì vậy? Kim lân, trái kim lân. Đang thụ phấn cho nó, đang thụ phấn cho cái cây này, nó qua của nó nè. Đẹp không?
một chùm nụ luôn. Rồi sẵn đây mình cũng chia sẻ một chút ít về cái cách mà nhận biết cái mặt hoa nào có phấn á, để mình lấy phấn mà mình thụ phấn để làm trái nha anh chị em. Như mọi người, như ai mà mới bắt đầu chơi sứ á, mà chưa biết cái mặt hoa nào nó có phấn hay không á, thì để mình cũng chia sẻ một chút ít luôn. Nó như cái mặt hoa thường là cái loại mà có phấn á, là cái loại hoa cánh cánh đơn á, là 100% là cái mặt hoa nào nó cũng có phấn á. Còn cánh kép thì nó cũng tùy theo bông nha, tùy theo chứ không phải là cái mặt hoa cánh kép nào nó cũng có phấn. Có loại có, loại không. Còn cái mặt hoa cánh đơn thì chắc cú 100% là cái loại nào nó cũng có phấn hết. Như cách mà mình nhận biết cái mặt phấn của nó đó, là mình nhìn nè, nó. Đó, như mọi người thấy không? Thấy có cái ở trong, ở giữa cái họng của cái bông sứ này nè. Đó, nó có cái râu này nè. Đó, cái bông nào mà có cái râu như vậy là chắc cú làm cái bông đó nó có phấn. Nhưng mà tốt nhất á, mình muốn thụ phấn á, là mình lấy cái bông để mình thụ phấn, là anh chị em mình lưu ý là phải để cho nó nở từ giá là 3 ngày nha. Chứ đừng để nó sớm quá, mình để cho nó nở 3 ngày đi mình hả lấy phấn thì nó sẽ bảo đảm hơn. Đó nè, đó, đây nè, thấy không? Mấy cái râu này nè, phấn là nó nằm ngay chỗ trên đầu mấy cái râu này nè. Thì thí dụ mà anh chị em nào mà chưa biết cách thụ phấn thì có thể xem một cái video của mình có đăng rồi nha, có đăng cách mà để thụ phấn á. Thì cái video đó một hồi nữa thì anh chị em mình có thể coi hết cái video này, là cái video mà cách thụ phấn mình có để ở màn hình kết thúc á. Thì ai có chưa xem thì có thể vào xem nha, để biết cách thụ phấn luôn. Nói chung cái cách thụ phấn của mình nó cũng thấy nó hiệu quả rất là cao luôn. Mình làm có thể đạt đến 90% là nó thành công. Thì như anh chị em mình cứ thử đi, mình làm một hai lần là bảo đảm được liền. Rất là dễ dàng luôn. Đó. Cái này là qua cánh đơn thôi, cánh đơn thì mình cả cái nào nó cũng có phấn hết, dễ, rất là đơn giản. Còn như cánh kép nè, đây để mình bẻ một bông cánh kép này nè, hy sinh cái bông này luôn. Rồi hy sinh cái bông này luôn đó, chỉ cần mình nè, đó, mình dòm vô trong cái họng của cái mặt bông này nè. Đó, cái họng trong này nè, mà mình thấy nó có mấy cái rộng cọng râu chìa ra nè. Đó, đó, cái râu này nè là cái cây đó bảo đảm là có phấn. Có mặt hoa cánh kép thì tùy theo loại hoa thôi, có loại hoa là nó không có phấn, có loại có, loại không, chứ không phải hoa cánh kép nào cũng có hết. Đó, cái cây này và bảo đảm là có phấn nè. Phấn thì nó nằm ở ngay chỗ cái đầu của cái mấy cọng râu này nè. Thì cái video này mình chỉ chia sẻ vậy thôi, còn muốn biết cách thụ phấn như thế nào thì có thể vào xem cái video của mình nha. Thì anh chị em mình coi hết cái video này đi, là nó sẽ hiện lên cái video là để cách thụ phấn ở màn hình kết thúc của cái video này á, thì anh chị em mình có thể vào xem để mà tham khảo nha. Đó. Rất là dễ luôn, anh chị em mình cứ làm thử đi, vài lần, một hai lần, dám bảo đảm một hai lần là thành công liền. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em mình đã xem nha. Chúc tất cả anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe luôn.